Ngọc Thơ Thời Báo.d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Báo Nhà nước xóa bài về vụ tấn công đồn công an ở Đắk Lắk. AFA tiếng Việt ngày 10 tháng 6 loan tin Đắk Lắk, Báo Nhà nước xóa bài xả súng ở hai trụ sở công an xã khiến 6 cán bộ tử vong. Theo đó, hai bản tin của báo chí nhà nước về sự việc nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Tây Nguyên đã bị xóa không lâu sau khi đăng tải. Hình ảnh tin trên AFA. AFA cho hay hai trụ sở công an xã Etil và Ekatur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bị tấn công vào lúc rạng sáng 11 tháng 6 khiến ít nhất 6 cán bộ tử vong và nhiều người khác bị thương, theo như bản tin của báo chí nhà nước. Theo AFA, mạng báo VN Express sáng 11 tháng 6 dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết báo cáo từ Công an tỉnh Đắk Lắk thể hiện lúc 0 giờ 35 phút ngày 11 tháng 6, khoảng 10 người mặc đồ rằn ri đi xe máy đến trụ sở Ủy ban Công an xã Ea Tiêu sau khi sát hại hai cán bộ công an. Những người này ra ngã ba Esim, quốc lộ 27 chặn ô tô, bán tải và bắn chết tài xế. Cùng lúc đó, AFA cho biết một nhóm khác gồm 30 người đi xe Jeep và xe máy tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an xã Ekatur. Những người này dùng súng và dao tấn công thiếu tá 42 tuổi, đại úy 35 tuổi và hai thượng úy 21 và 29 tuổi. Bí thư xã, chủ tịch xã và một thanh niên sau đó cũng bị bắn. Bước đầu ghi nhận có 7 người tử vong, trong đó có một người dân, 3 người khác bị thương. Những bản tin này của VN Express bị xóa sau khi đăng tải chỉ vài phút, AFA cho hay. Phóng viên AFA đã gọi điện cho số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Đắk Lắk để hỏi về vụ việc. Tuy nhiên, người trực ban cho biết đây là số của trực ban hình sự và đề nghị gọi cho phòng tham mưu Công an tỉnh để nắm thông tin. AFA cũng thử gọi vào số điện thoại của Công an huyện Cư Kuin nhưng không thể kết nối. Theo AFA, bản tin của VN Express cũng cho biết Bộ Công an huy động nhiều lực lượng, trong đó có Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên phối hợp với Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk truy bắt những người này, kiểm soát nhiều tuyến đường qua lại. Hình ảnh đến trưa ngày 12 tháng 6, 26 người đã bị bắt. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân huyện Cư Kuin và các địa phương lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cùng các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an gần nhất, văn bản của Bộ Công an nêu. Báo mạng Công Thương trước đó có bài viết Đắk Lắk, đối tượng lạ mặt xông vào trụ sở bắn 6 cán bộ tử vong. Tuy nhiên, tờ báo này rút bài không nêu lý do sau đó không lâu, AFA cho hay. Các tờ báo trong nước sau đó đăng tải bản tin ngắn gọn dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, cho hay có một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Etil và Ekatur, làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân. AFA dẫn thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Tô Ân Xô cũng khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Truyền thông nhà nước dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đến 11 giờ 30 ngày 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được 26 người tham gia vụ dùng súng tấn công các trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an hai xã Etil và Ekatur tại Đắk Lắk. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Đồng thời, việc truy quét những người còn đang lẫn trốn vẫn được tiếp tục tiến hành, truyền thông nhà nước cho hay. Hiện nay vẫn chưa rõ động cơ và thành phần gây án và đang có nhiều đồn đoán xung quanh vụ việc này. Một số ý kiến cho rằng có thể do mâu thuẫn về vấn đề cưỡng chế đất đai, một số khác lại cho rằng có thể do vấn đề sắc tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin Báo Nhà nước xóa bài về vụ tấn công đồn công an xã ở Đắk Lắk. Tư duy quy hoạch phá hoại nền kinh tế thị trường. Ngày 10 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà báo kỳ cựu Trương Huy Sang, bút danh Huy Đức, có bài Quy hoạch đưa đất nước quay lại thời quan liêu bao cấp. Nhà báo Huy Đức nhắc đến phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung tại buổi tọa đàm giải bài toán thiếu điện ngày 9 tháng 6 cho rằng thực tế thay đổi, sao không viết lại quy hoạch, sao lại tự mình vẽ ra quy hoạch rồi buộc mình. Theo ông Cung, phải để thị trường ban hành và phải thay đổi cách thức làm chính sách, phải để các nhà đầu tư đưa ra quyết định, đừng bàn nữa, đừng chỉ thị nữa. Hình ảnh status trên trang cá nhân của nhà báo Huy Đức. Tiến sĩ Cung giải thích, thiếu điện là cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư. Thay vì ngồi xét duyệt hồ sơ thì chỉ cần dùng giá là mua được. Nhà báo Huy Đức nhận xét, có cảm giác như tiến sĩ Cung rất tuyệt vọng khi đã cố giải thích về thị trường vì những người xung quanh ông vẫn tư duy hành chính. Theo nhà báo, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nằm trong số 37 cán bộ trẻ của Việt Nam được gửi sang các nước phương Tây năm 1992 học về kinh tế thị trường theo học bổng của UNDP. Ông là người trực tiếp thiết kế luật doanh nghiệp năm 1999. Trong thập niên 90, không chỉ có những cán bộ trẻ như ông Cung, mà những nhà lãnh đạo của quốc gia như ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải cùng các bộ trưởng đều hiểu nguyên nhân chính đưa đất nước chìm xuống tận đáy là do áp dụng mô hình Xô Viết. Họ biết chỉ có kinh tế thị trường mới đánh thức được tiềm lực của dân, của nước. Tác giả nhắc lại, toàn bộ cơ chế chính sách được thiết lập trong giai đoạn ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải làm thủ tướng đều là khai thông, là thiết lập một hành lang pháp lý cho kinh tế thị trường. Việt Nam lúc đó đã chấp nhận các đòi hỏi của phương Tây qua các hiệp định song phương, đặc biệt là hiệp định với Mỹ, qua các định chế quốc tế như UNDP, IMF, WB và về sau là WTO để sửa hàng trăm điều luật. Nhà báo cũng nhắc đến việc trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ Nguyễn Đình Lương thừa nhận hầu hết những điều phương Tây đòi hỏi là cần thiết cho nền kinh tế và mở ra cho dân mình. Theo nhà báo, luật doanh nghiệp năm 2005 là một trong những văn bản luật cuối cùng được sửa theo tinh thần cam kết gia nhập WTO, không còn phân biệt doanh nghiệp nước ngoài và trong nước. Những quy định trong luật doanh nghiệp năm 2005 vẫn trên tinh thần ấy, thông thoáng. Hình ảnh buổi tọa đàm giải bài toán thiếu điện ngày 9 tháng 6. Nhà báo lại nhắc đến phát biểu của Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm ngày 9 tháng 6 nói rằng, sau đường dây 500 kV mạch 1 được làm dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ta có mạch 2 làm rất nhanh, hoàn thành năm 2005. Nhưng mạch 3, đoạn từ Vũng Áng Quảng Trạch ra, nếu làm không thể nào nhanh được vì thủ tục vô cùng rắc rối. Nghịch lý là EVN chịu ràng buộc bởi quy hoạch điện số 7 và chỉ tư duy trong quy hoạch. Mà cũng chính vì cái quy hoạch này nên miền Bắc thiếu điện, trong khi miền Nam sẽ dư điện nếu khai thác từ 85 dự án năng lượng tái tạo. Nhà báo nhận xét, nếu Bộ Kế hoạch Đầu tư tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ từ cuối nhiệm kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải, thì về chính sách chúng ta vẫn có thể theo hướng thị trường. Từ năm 2011, một thế hệ lãnh đạo mới bắt đầu thay thế, khi ở cấp trung ương, nhiều nhà lãnh đạo cay đắng nhận ra con đường làm khánh kiệt quốc gia, thì họ, thế hệ lãnh đạo năm 2011, đang ở cấp rất thấp hoặc đang ở địa phương. Khi các nhà lãnh đạo đổi mới biết mình phải học phương Tây để có nền kinh tế thị trường, thì họ đang bổ sung các chứng chỉ chính trị để tìm đường thăng tiến. Họ không thực sự hiểu kinh tế thị trường mà đang nắm kinh tế thị trường. Họ không có tư duy chính sách mà say sưa làm chính sách. Nhà báo Chùa Chát nhận xét tiếp, luật đầu tư năm 2014 là một trong những luật mẹ đẻ ra trận đồ bát quái về thủ tục. Đặc biệt, luật quy hoạch năm 2017 là một ví dụ tiêu biểu về quan liêu. Điều nguy hiểm hơn, luật quy hoạch năm 2017 đe dọa những nỗ lực đưa đất nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường và có nguy cơ tiến gần tới mô hình tập trung. Mô hình đã và chắc chắn sẽ dẫn đến quan liêu bao cấp. Nhà báo hiểu nỗi tuyệt vọng của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung khi lại xuất hiện tác giả của những chính sách đi ngược lại với kinh tế thị trường. Đau nhất là không rõ họ có biết họ đang làm gì với đất nước hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tư duy quy hoạch phá hoại nền kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d